khó khăn. Bạn bạn Thế có hỏi câu gì nữa không? Vẫn là bạn Thế đây hỏi. Được. Thưa giáo sư, vậy người kia hay so sánh mà nói ra miệng thì em phải làm được. Dạ. Đã là đàn ông. Dạ. Phải hiểu tâm lý rằng là phụ nữ phải ra miệng. Đúng. Mình trong đầu cũng so sánh như mình không nói. Đúng. Như phụ nữ không nói. Dạ. Mình cũng đừng quên đáp trả. Đúng rồi. Bây giờ tôi so sánh này. Vâng. Anh thì chẳng giống con Hải. Thì con Hải nhé. Anh dài hơn con Hải là 2 cm. Con Hải cao 1m68 thôi. Còn anh cao 1m8 thôi. Con Hải tin ra lợi thế. Đúng rồi. Dài như Brad Pitt. Đúng rồi, ngon Brad Pitt. Đúng rồi. Không sao, Brad Pitt mà chúng ta tốt của anh Thế. Nhưng mà anh không nhiều cơm bằng anh Thắng. Không bao giờ bắt ra cả. Vâng.